Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái file ảnh động bằng Photoshop CS6. Thì chúng ta đã tạo được một cái file ảnh như thế này. Và hiện nay tôi muốn cho một số cái thành phần nó nhấp nháy, nó chuyển động. Ví dụ như chúng ta sẽ cho cái chỉ 100.000 đồng để nó sẽ nhấp nháy. Thì các bạn có thể vào đây. Thì bạn thấy chúng ta tắt đi. Để làm được việc này, các bạn vào cái menu Windows và chọn cái Timeline. Thì khi bấm chọn Timeline thì các bạn thấy xuất hiện Timeline ở đây. Và hiện giờ công việc tiếp theo là chúng ta copy thêm. Thì các bạn bấm vào đây. Các bạn bấm thêm được 3 cái Timeline như thế này. Và cái timeline đầu tiên thì chúng ta cho hiển thị chỉ 100.000 đồng. Timeline thứ hai chúng ta tắt đi. Timeline thứ ba thì chúng ta hiển thị lại. Và cái thời gian thì chúng ta điều chỉnh là 0,1 giây. 0,1 giây. 0,1 giây. Và cái việc lặp lại thì chúng ta chọn là forever. Chúng ta bấm play thử. Các bạn thấy đã nhấp nháy. Và kế đến chúng ta bấm vào file Save for web. Chúng ta bấm save. Chúng ta chọn đường dẫn là desktop và tên file tự học kinh tế. Chúng ta bấm save để lưu. Sau khi ra desktop, chúng ta mở lên xem. Bạn thấy ảnh bây giờ là ảnh động. Thì chúng ta đã kết thúc cái việc tạo ảnh động bằng Photoshop CS6. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công.